bây giờ nè tê chị cô nhớ trời nhiều khó để chở thì chị thợ nọ lọ thì nó ta chở bé luôn đi rồi chị biết một ý tờ tê nè bé một ý tờ tê nhớ để chở thì chị nhị nó bé lọ bé dân đi kể lọ nhị nó cô chỉ tao một kể lọ nó chỉ tao một kể lọ chị chở nhau thì một dân đi kể mê sư chị như nhớ tại sao thì nó tôi một ô tờ tê nhị đây tê bỏ cử lọ như nhớ chỉ một kể lọ một chị nhị nó nhớ trò sầu nò chị nhị nó chỗ năng nhớ trò biết lúc rồi hậu thế li mồn tiệm bóng tôn trọc chị dạy tao ăn hiếm bóng nữa tôn á ăn hiếm bóng trả ô lũ chế thầy tôn trọc biết giờ kiểm mù tôn đã biết cho nít tê ăn hiếm bóng mà nhị nó cụ chỉ bao thì sẽ giúp một bên nhị lại lò chỉ tao mua nó chị ngờ dẫn lên đâu biết giờ đi kiểm mù tôn đã tê nhị nó cả tướng đầu mù giọt cha thi ta chỉ mang cả tốt tốt một đạo bên sân thì kể nên thật chị nhị non có yên sự sự chẳng nên được nhớ trò hợp với lũ rõ nữa chị nhớ nhớ mấy nôn tờ chị cũng nhận dạy đồ cổ tiệ nhị non có một cổ môn trận tế chị nhớ trò nôn tờ chị cũng dạy ý là một đạo tế nữa cổ môn trận tế chị ô lê chờ cổ môn môn sơ trò tội kể chị ô lê chờ ý thức môn nó nửa hoa lòng mũa đã chị trẻ năng nửa chơi lũ chế trả là sơ trò tội kể chị nên nó nên trí của trẻ nó chỉ lên trẻ nó lúc chết chả trẻ nó chỉ lên trẻ nó lúc chết chả trẻ nó hay được cụ tiền nên nó cũng có một đất trên à nên nó trẻ dần dĩ luôn luôn tới một đất trẻ luôn có mong nó sẽ nó được cụ nó trẻ thợ nó là cụ rất chăm trẻ cụ rất thế người tiền tới giờ tiền cụ tới một đất thế sự nên nó tới giờ tiền biết cho tao biết thua cái nợ thế nên nó cũng nghĩ cả cụ tới một sao sự lúc này trẻ nó trẻ ta tại giờ mình chơi ồn nên nên tại bố cử nó nên tại bố cử nên nó bên tại ta lo chơi nên nó biết chỗ biết thôi cái nhất rồi nặng thế chơi cũng nhẹ sợ cậu tôi một chỗ cái nè chơi cũng sợ thế nên nó đi mong nói tiền cậu tôi một chỗ cái sư chơi nó sẽ được cậu tiền ô lê chả nên nó cởi yến dị lưu luôn nè dị lưu ta một con này tôi một tay y lăng chuyển trái yên chỉ nên nó mong sợ mỏ tật kỹ lo nên nó nửa phải hay mong mua đồ nên nó cho cậu nè chị cũng sợ tiếng chuyện trai à nên nó cũng ý sự tốt tâm mùa lên nó chuyện trai à nên nó dự giấc kỳ ý sự tao thì nên nó tới giờ dự lưu rồi ý sự nhó tên nhiên lia tên nhiên tế nó lo dự ý sự tốt mùa lo ta lê chị dự trình nhó khán trai chị nữ sợ lên luôn á nữ lên luôn chị nữ sợ tiếng nhiên nó đâu cũng đâu có thật thải nên nó cũng nhẹ có lợi ế nên nó có bỏ cả cũng đâu có một đạo tế thế nó chị cũng dạy đồ nữ tiệm ô ế nên nó có lòng một đá trì có một hóa lửa đá trì nhị nó có bảy tuổi nhị nó đã biết tất kể nó nè chị nhị nó đi bóng nó dự tết rồi của tiệc nhị nó nhớ cơ của hai tuổi nhị nó đã biết tất kể nó cơ là mà chị của tiệc nhị nó nhớ tiệc cơ nhớ nó chị có mùa đá trì nhớ tiệc có mùa lửa đá trì nhị nó có nhiều mùa lửa đá trì chị có một cơ nhị nó cúi lưng cùng mặc một cuộc sống lõi như tàu cơ nhị nó cúi kia một chiếc cái sức chị của tôi hiểu được đó là một chữ nó cụ dự tết nên mong nó lên nó nè chè nên mong nó nên dự tiệc nên nó cũng tới nhẹ con lợ nên nó cũng theo các món đã tết bia của mọi lòng một lời những tàu cơ ê giờ thì có chỉ xả lấy trà nó có chỉ sụt chén này nên nó cũng theo các món đồ nặng nên để tết giờ chè nếu với nó được cụ chè cụ tiệc nên nó cũng chỉ cả cụ mặn lên một cụ xứ là mà ê nên nó dần tiệc có mò lửa đá chỉ chè có cả chỉ một con chè nếu nên nó chỉ lệ lông nó nên chén nữa nửa lệ lông nó như chết chả nữa, chị nửa tiệp bay, bay nên nó cột thâu có bay, chị cột tiệm cột chỉ cả nên nó cột mặc một cột sư, nên nó cột ít giữ tôi một cột tàu sư, thì bây giờ nên té lò nên nó tư chỉ đây thế chị cũng mới biết sư cột lò lại có mò lựa chỉ có cả chỉ một con, chị cột bay nó rồi nửa cột bao nhiêu gì đó, chị nửa dài được cột tiệm nên nó bay lắm mà. Bài kia là mấy chữ lấy trả sợ tiệc cũng mong lựa lò của xa có một giờ nợ tế sợ tiệc cũng được các lò trẻ sớm mà nói chuyện của tiệc nên nó rất nên kể nó lò nó nhập còn đầu sư chẳng nhớ kể lo nên nó sẽ nhớ kể chữ chia sư chắc nên nó kể chữ khỏi nên nó cả lê của mọi lịch bài cũ chê nên mong nó là dạy được của tiệc giờ tiệc có hơn trai lấy con nó lò nên nó cũng cho cái lũ chết nó nói nhá chỉ mới nâng nhẹ hay nên nó cũng cho có mùi ạ cũng nhẹ nhẹ có lợ cũng đâu có mấy bữa sư ấy cũng mới đi trả cá lò cũng sao có một cột sao trong tao nên đại tế sư chỉ cũng trả cá lò chị nếu phải nói cho cụ lo chị cũng chỉ bỏ ai lý chắc
chị cũng thấy trong nửa tiếng bay là bay là mà bay là bay ta chỉ mà bay sao cho tao số chị có mô lượng có cả chỉ là một con đó nó chị nửa giờ tiếng nhẹ nhẹ có hai nó lặn đó có mùn đó có thắt lụ cái mũi bia sứ là mà chị có điện chạy cổ luôn nè chị nửa giờ hai nó được cổ chị cổ lo cổ cố hơn chị nhặt ăn chạy thì chị này nó ướt sợ phải nữa ướt và phải chị nữ nhưng thật thật sao cho này kể ôn nó ủa hào thì phải nâng giờ tiệc thì nó cũng bỏ tao một luận cho bỏ tao một tổ lưu lý ưu lý nó thì bỏ tao cận bỏ cận tạo lý chạc thì nó thật nó là của cô hay tuân dạy ổn nó mua cậu trầu xuống lại thì ta xì mà nó bây giờ nếu mình cháu chị chơi chung bây giờ mình cháu chơi chung chè thì nó cũng niệm là chúng mới như là biết cận tạo chị cũng chưa cận tạo nó cũng chưa cận tạo chị cũng như nó một tế lý nó xứ chị nữ phương nó không đi nào là của tết rồi nửa tiệc của chị cận tờ của chị cận tờ ấy của yên nhiên nó một tết thì nó xứ nó chị nữ chạy được của tiệc thì nó chạy dần dị lu lu dần dị lu liền tới ôi chà chị cận tờ ấy yên nhiên nó một tết lăng liền tờ ấy thì nó ôi trời nửa lu lu cổ nó nữa chị nữ phương liền nó trục cổ chị cổ tiệc nãy nó của ấy của ít sự chị cận tờ nãy nó của tết này lòng nãy lùa lòng một cái cận tờ là của yên chị nhặt ăn chờ tiệc của một cận tờ lẹ chị quay nó trôi nửa chị nửa tia e nãy nó xả lít co e nãy nó có bỏ sắm một lồn trâu thế nào cho liền tao nè chị cũng có tết rồi nửa tiếng lồn trâu e nãy nó cũng xả thế mà cũng xả tia ta chỉ mà tết chỉ mới nhẹ cụ chị nửa dậy được cụ tiếng hay đã chỉ liền tao nè cụ tết nhẹ nhẹ có lợi nhưng liền tao giờ tết chỉ tao muốn lồn trâu chị cụ giờ có tao lồn trâu nó chị nửa phê nó trâu cụ chị cụ tự nó lôi rồi nửa chị cụ tiếng lấy cơ mà chị ô lý chạy một món tí ở sao biết chẳng hết tế nào tí ở sao biết chẳng hết tế chị biết sao kể này mà hàng căng sợ hàng căng này hàng căng sư ta sẽ mà hàng căng giống chị tên này hàng căng tế chị cầu lòng sư thì nó lấy những trò nhiều thì ta sẽ mà mua một tên sân hiệp cá lử nhiều nữa một tên sân hiệp cá lử nhiều ta sẽ mà hàng căng chị những rồi rộng thật sao chị ứng sợ một món tí ở sao biết chẳng hết tế nào tôi là sao biết đấy thế chị ông lại chào mừng một giây bây giờ kể chị nữ chị lịch tua gạo cụ thân đi tèo chị cụ tiếng thì nó có sao tôi cũng sợ tè đi co nên là cho cụ trẻ chỉ muốn bỏ chị hiểu chị trong say nữa chị nữ hai tôi cụ tiếng thì ông lại chào na tướng thôi có thà tới nhập lên nó lại nên là tôi có thân đi tè thì nó sẽ có trợ chị cả lọ chị nữ quay nó cho cụ lô chị cụ tiệm cụ chị cả thì nó có nhiều khoản đó cụ thà về tốt sư nên nó có sao tôi cũng sẽ tè thì nó chị thằng nó chị nữ chị ly hay tôi cũng tiếng tôi vẫn chịu lấy chặt chị ní móng nó nữa chị lên nhìn chụp bị nhìn trên đặt ta chị nữa sẽ dặn cho chị vẫn nặng chị nữa chị lấy móc kia của trúng cam phong nữa xanh thì cá lớn nhưng một phong để ra tới tàu hàng cao nữa chị nữa chị lấy hai trâu của tiếng nè nó của chị nhẹ có lợ ê nè nó móc trâu của ai ít thế nhở nó chị nữa nó nữa chị lấy hai nó trâu của lô chị của tiếng ô nè nó có sâu lên nó trâu của thằng nó chị của nhân trai nó cụ nhân trai chị cụ dạy cho nữ tiền nên nó còn chỉ sau lên tờ trước cụ cần nữ cho cụ nó về thọ nó cho nữ phải tiền nên nó cũng mất cho nữ ai mất cho nữ ai ít tê xứ nữ phải nên nó được cụ nên là nữ phải tiền có thể dạy luôn mất cho cụ ai ít tê mất cho cụ ai ít tê nhất trong đợt nó nên nó có mặc một cơ cũng mà lịch cho cả một trẻ nó cả kia nữa nên là diễn dị luôn tâm bộ lấy cơ nên nó mất cho cụ ai ít tê xứ nhân trưởng lịch trả lên mà chị nếu phải nó cho cụ thì cụ tiểu của chị cả nên nó có sai hại lý có cho cụ nên nó cả chỉ cho cụ nó cả chỉ cho cụ nên nó cùi ông mộng nên nó có thứ tiệc con đó của thạ lụ tôi sư ấy có mọi lý trò cá này có ông mộng đã chỉ nó cho cụ thì nên mong nó là dạy cho cụ tiếng nên nó cũng thấy nhẹ nhẹ con lợn cụ nhẹ nhẹ con lợn cũng thấy lý ô liền nó cho có lò mãi nên nó mất cho cụ ấy thế hả vậy chị nữ chàng nữ phải hình nó cho cụ lô chị tạo nó là của ấy luôn đi cậu thì chị nữ sợ mất kia của dân đi lô cậu đào mất kia của dân đi lô cậu đào là của sớm bư chị tạo nó của chị chế kia tìm khác của dân lô này của chị tìm khác kia của dân lô cậu thì của tiếng thì nó có sâu liền đòn được cụ thì nó có cả chữ chờ của một sư thì có sâu liền được cụ nó cụ lô cụ tôi chỉ tao bỏ cơ thì nó cơ thể cụ tôi chỉ do tiền lộn có lộn trâu nữa thì nó có chỉ linh thức của tôi bị kỳ bệ tôi sư để có sau nó được cụ chị nên muốn nó được theo được cụ tiếng của tôi nhẹ có lợ thì nó cũng mong cả ai ta ai ra thì có trình giàu xía nó chỉ có mùi dục của sư
chị ô nụ bay nào trời của chị nụ chơi liều mò khe của chân này luộc cạo sĩ rõ đang nói thợ nào là dù dân thì bọn nẹ sư để dùng chữ mơ trong bọn tổ chức năng chị nụ chơi liều mò khe của chân này luộc cạo đau tàu chị mò của lúc cạo liền lột bọn trắng đau tàu hàng gang chị nụ chơi liều mò của thấu khe bùn rộng tổ à chị nụ mò của nó thân thì bùn thì nó thợ nào này chị cụ dạy cho người tiền nị nó có sau đi trả được cụ thọ có thì tiền ấy có cho cụ lò thọ nó người tiền trả nó cụ chủ chỉ to lọ em nị nó đi trả lọ thọ mó cho cụ ai ý tế xứ nhân chủ trả chị nữa hay nị nó cho cụ lô chị thọ nó là cụ náo như trịp nị nó cụ náo như trịp sửa trịp bạ thế nào chị ô đây trả thọ nó chị nữa chị li chế chị nữa sinh nhật tiền mó cụ lú trị lệ nó mỗi khi cụ lú như trị lệ tình cầu chỗ nào cụ hậu chào chị của hai đôi nửa tiếng nên nó có sau thì nó đâu của mà nên nó chả có ai có dù sẽ chỉ tạo của lệ chị nữ giải đâu của tiền nên nó chỉ hai tiền sẽ chỉ tạo là cả chị ô tới dự sứ chỉ sau cả cờ chẳng muốn nó tiểu chả nó có hai nên nó được của chị cũng giải tiếng trụ có sau liên tạo đâu của nó chị nữ tiền cả chị ô tới dự sứ là chị thọ nó chị nữ muốn kia cũng như trẻ nên nó chỉ sửa được lệ kia là cả từ thập lực bỏ chơi cái nó ảo nó chị thọ nó chạy nửa chị li là mốt kia cũng nó như trời dạo dạo nửa mốt giờ kia chị thọ nó là cũng nà tí lúc như trời kia mì lộn xứ chị nửa chị li mốt của rô mì nó nửa mốt kia của rô mì chị nửa mốt của chay lọ to sa sộ to chị ô thọ nó chạy của từ lọ thì nói như chị mốt lớn từ nó nó nửa như mốt của cha đế chờ nửa chân này kẹn được thế chị của những cái từ lần này cho cụ tiền thì nó có chỉ sắc hợp từ giờ thì các cờ lò này nó nhưng chỉ muốn lắng tai hiểu nó nè chỉ nếu phát hiện lý nó cho cổ lô chỉ nếu chơi lệ nên là món của lúc mình rơi rơi ta chỉ nếu chơi lệ món cũng bỏ khoản cho nó nếu món cũng mong bỏ khoản cho chạy thọ nó chỉ nếu món cũng bỏ khoản cho chạy cũng những chỉ tàu kẹp cờ lì chạy cũng chơi lệ nó cũng chạy cờ lên tàu xí nè chỉ nếu chơi lệ món cũng mong bỏ khoản cho lên tàu ta chỉ nếu nên nó chỉ lệ lò nó muốn nhất trí nó nên lên lo nửa luôn thì chị thợ nó cũng trả lòng ta không muốn chị cũng cho ô cha ô cha thợ nó chỉ lấy cái nụ nên xa lĩnh cho nửa luôn thì chị tí trả nước cầu ở tờ lý tàu sư chị thợ nó cũng nên chạy nó cũng nên chạy chị của tiền thì nó có cho của có cho của có sau liền là cho của chị nên đưa của tiền trả nó cũng cho chị tàu có lợi thì của chẳng chị tàu của tổ khang lý lợi thì nó có cả chiếc bùa rồng ấy nó con trái chè đã đạt được của sư món trò của ấy thế chỉ nếu bây nó trò cũ lo chỉ thọ nó chỉ cũng chỉ bỏ cao lên trả liền nếu món của sư tệ này có khó trò họ à lại chỉ thọ nó chỉ nếu chỉ lấy chế kia tệ mùng thì nó món của sư này chế chè đã đạt ta rồi chỉ nếu chỉ lấy sáng tệ một tổ kia nó trái này cao chỉ nếu cho nó chỉ trò của lúc bỏ nó chỉ trò của lúc bỏ chỉ ô ô lại trả thọ nó chỉ chỉ món món mô mô thì những chữ chị tàu lì chị nên chữ ý nhu chị mất dị đồ chị thọ nó gam lò đồ học của lúc học bao lợi lô chị thọ nó mô mô tại sao chị quậy cho nửa tiền để nó còn nửa trọ của chị nói những chữ tế của lý lợi chị thọ nó chị nửa cho sẻ khi họ nên nó nửa phụ trên từ sĩ xưa nó chị nửa tài ra mô cuộc sống nửa mô cuộc sống lựa uốn lệ sĩ sĩ trong mỗi cuộc sống mà mỗi tim ba mà nửa trái này cầu mình trộm bắp 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 kia chỉ nửa trái cổ kia chi kia chị ô thọn tim mà nè đâu của chị nè của chị tao lo chị mong mỏi nữa mong mỏi tại sao chị nửa mỗi cuộc sống vẫn lưu lệ tiếp lưu trong nửa xứ chị nè đâu của chị nè của bảo là nửa cô lọ thia chị thọn đâu của nọ tàu thia trong cầu đi nè làm tốn chùa sự tốn chùa thia thọn nói chị của nọ tàu tiền cầu chỉ cho mỏi lợ chém lom lắng lợn sứ thì nửa qua chém trộm lim lo lợn sứ chè giống trong cổ rễ rồng nhỏ ta sợ chị thằng nó cũng chịu qua thứ dự chị cũng nông nửa qua lợn sứ nữa rồng nhỏ thầu lắm chị nửa giọng móc của qua liền thở tiếp lên ra sứ mà dũng lòng mà hiện nay nên nửa tên nhẹ plá tên nhẹ bao nửa cho lọ chè ra dụ tên mà như nó tàu thì trong cổ nên nó cố lù sứ nó nửa muốn chạy mà cố tại sao thợ nó chạy ra nó cầu tự thầu lại nửa chị cố nào chị nói giọng mốt cô sợ sợ nên thời tiếp lên sau sư chị nên nói nửa chị lấy trụ lợ chị nói nửa trụ lợ chị nửa chị lấy cá đuôi trụ trì chị thợ nói của chị lấy mồm mốt của trụ trì sửa cho lọ nè nè
chị cũng nè nè tàu chị cũng trú tàu của tên trì trú của tên trọng bom mỹ ta chị cũng chỉ lấy rượu tiếp bớt luôn thật chị nè nó nơi tiếp bảy bảy lựa tội kế tỏ nó chị cũng tiếng nè nó chả có đã chỉ nó cho cụ nè nó cậu liền nó cho cụ ta lợ chị có dụ cụ xưa nè chị nè cho cụ tiếng nè nó cũng dụ có lời những tàu cơ mà cụ dụ có lời những tàu cơ ta chỉ mà nè nó tàu cũng đâu nên cho kiện nó có chát rồi cũng đâu nên cho kiện nó có chát rồi nè nó cũng mà lấy dụ cơ chị nữ ba hai nó cho cụ chị thọ nó chị cụ chị lấy đâu nữ tiền ừ lên thở nè nó con dọ con lộ nè nó giá tiền đầu ta chị có dụ cụ xứ giá tiền có chỉ dụ cụ chị cụ to chị có cái lạ cụ xứ nó chị nữ tự là lá cho cụ tiền nó nữ mạng lấy dụ cụ nó nè em nó cứ muốn là tự kế em nó nữ giờ mua trẻ giá tiền cũng muốn đặt tế chị cũng muốn đặt tế được mà lộ chị ước chị lý tự ăn trắng nhỏ lọ cho tự kiện nó chị thọ nó là dù lặn tự là sứ chị trên trái tại ra thì ấy chậm hơn bọn nó chị thọ nó tự là cho tự kiện chị thì nó nói chị lý một trẻ lợ họ cũng một trận đặt tế lại nó cũng một đặt tế lại chị nị nào nữa sợ nó không biết lúc trẻ ta chị cũng quốc hệ cho nữa chị nữa cũng tôi nói cho cổ nhỏ thế nị nào nữa tôi lọ nị nào nữa tôi mó cổ ua lên tao rất xóa.